Ngày hôm nay, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh, cơ quan này vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với đảng viên Nguyễn Đức Hiện, phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Thuận Thành. Ngày 22 tháng 11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức kỳ họp thứ 26 xem xét báo cáo kết quả kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Đức Hiện, đảng viên, phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Thuận Thành nguyên phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Quế Võ. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bắc Ninh nhận thấy, giai đoạn từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 12 năm 2014, ông Nguyễn Đức Hiện với vai trò là cán bộ văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Võ, nay là thị xã Quế Võ, đã thiếu trách nhiệm trong khi thi hành công vụ. Vi phạm của ông Nguyễn Đức Hiện gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân của ông, đồng thời là một trong những nguyên nhân gây thiệt hại về tài sản cho nhà nước, với số tiền hơn 800 triệu đồng, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân và hậu quả vi phạm, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bắc Ninh đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Đức Hiện bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.